Vâng, thưa quý vị, như vậy là sau khi thực hiện bài thi môn toán trong thời gian 90 phút với hình thức là trắc nghiệm vào chiều ngày hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về ngày thi đầu tiên này. Đề thi ngữ văn năm nay, phần nghị luận văn học rơi vào tác phẩm Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm. Phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ của mình về việc tôn trọng cá tính. Sau 120 phút làm bài, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi vì đề thi không quá khó, sát với chương trình ôn tập. Em đánh giá đây là một bài văn, một cái đề văn rất là thiết thực và gần với cái đời sống xã hội hiện nay, và nó rất là đúng với cái chủ đề năm nay có liên quan đến 70 năm kỷ niệm Điện Biên Phủ. Và em đánh giá đây là một đề thi rất là hay và cũng là em nghĩ đoán sẽ là tủ rất là nhiều bạn học sinh ạ. Em thấy đề văn năm nay em nghĩ là hay ạ, tại vì là hình như là cái đoạn nửa đoạn đằng sau của đề thi như là từng thi rồi, với cả là em nghĩ là hay một phần bởi vì là em đoán đúng đề từ hôm qua nên là em có mở vở lại xem lại nên là em làm khá tốt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh tham gia dự thi, được bố trí tại hơn 2.000 điểm thi. Hà Nội là địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất với tổng số hơn 100.000 thí sinh. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, tình hình cơ sở vật chất phục vụ điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% điểm thi phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Tất cả các bên an ninh, các đồng chí cũng giới thiệu các cái thiết bị. Thì đối với thiết bị thì tinh vi, nếu như nhiều lúc bằng mắt thường thì không có. Nhưng chúng tôi cũng đã nhắc nhở cán bộ coi thi là bất kỳ một hình thức gian lận nào thì sẽ phải có những cái động thái của học sinh, những động thái lạ. Và các thầy cô cán bộ làm thi sẽ phải coi thi nếu như thực sự nghiêm túc thì cũng nhận kịp thời phát hiện và ngăn ngừa học sinh. Trong ngày thi đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử nhiều đoàn kiểm tra công tác thi tại các địa phương, kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại tỉnh Hà Nam. Vào sáng ngày 27 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm nay là kỳ thi cuối cùng của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, cũng là lứa học sinh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, trong xây dựng đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý đến việc phù hợp với những nội dung đã được tinh giản, phù hợp với quá trình dạy và học ứng phó với dịch bệnh. Trong quá trình chuẩn bị đề thì cũng có rất là lưu ý đến cái việc sao cho nó phù hợp với những cái nội dung đã được tinh giản để phù hợp với cái quá trình dạy và học ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên yếu tố cao nhất vẫn là làm sao để học sinh phát huy tốt nhất những cái năng lực, các cái kỹ năng kiến thức đã học được để thể hiện tốt nhất qua cái bài thi của mình. Theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại môn thi ngữ văn có 7 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, 4 thí sinh sử dụng điện thoại di động, không có giám thị, vi phạm quy chế. Trước những thông tin lan truyền trên mạng về lộ đề thi môn ngữ văn, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 khẳng định đề thi đã được bảo mật tuyệt đối. Ngày mai 28 tháng 6, buổi sáng các em thi tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, buổi chiều các em thi ngoại ngữ. Đồng hành cùng các sĩ tử trong kỳ thi quan trọng này, ngay từ sáng sớm, gia đình, phụ huynh cùng các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, sẵn sàng hỗ trợ việc đi lại của các sĩ tử thuận lợi nhất. 5 nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90.000 thí sinh tham gia dự thi với 162 điểm thi. Trong đó có 87 điểm thi có thí sinh tự do với hơn 3.800 phòng thi. Để đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi này, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ công an đã được huy động làm nhiệm vụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí lực lượng tham gia bảo mật an toàn cho kỳ thi, từ khâu in sao đề, vận chuyển đến công tác chấm thi. Cán bộ công an bảo vệ các điểm thi, áp tải và bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế. Ngoài ra, trong quá trình làm nhiệm vụ tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tôn, quận 7, đội cảnh sát giao thông quận 7 đã giúp một em học sinh kịp về nhà lấy giấy và trở lại điểm thi đúng giờ. Còn tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, quận 5, trong lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát giao thông đã giúp sơ cứu vết thương cho một phụ huynh học sinh bị va chạm giao thông trước điểm thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Thảo đang trên đường đến điểm thi thì bị tai nạn. Thượng úy Đinh Bảo Phương và chiến sĩ Trần Khánh Hòa, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Vĩnh Hưng, dùng xe chuyên dụng chạy gần 10 km để đón thí sinh đến điểm thi trước thời gian quy định chỉ vài phút. Sáng nay,
tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Qua công tác tổ chức trước giờ thi môn ngữ văn, hội đồng thi phát hiện một em học sinh chưa có mặt tại điểm thi nên nhờ lực lượng công an hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận được thông báo, Đại úy Nguyễn Hùng Sơn thuộc tổ công tác công an huyện Lâm Hà đang chốt trực tại cổng trường, xác định được danh tính, địa chỉ nhà của thí sinh, đã nhanh chóng dùng xe mô tô đặc chủng đến và chở thí sinh đến điểm thi trước thời gian vào thi chỉ vài phút. Còn đây là hình ảnh Trung úy Vũ Mạnh Cường, cán bộ công an huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, cõng thí sinh khuyết tật vào phòng thi môn ngữ văn vào sáng ngày 27 tháng 6, đang gây xúc động cộng đồng mạng. Năm nay, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có tới 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Để đảm bảo giao thông thông suốt tại các điểm thi, ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng công an các phường và lực lượng thanh niên tình nguyện cũng tích cực hướng dẫn các phương tiện đưa đón thí sinh. Trong đó tập trung vào các tuyến có lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông đông, các điểm đen về tai nạn giao thông, điểm nút có nguy cơ ùn tắc và các khu vực có khả năng xảy ra ngập úng khi có mưa lớn. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông. Chúng tôi cũng đã có bố trí phương án là phân luồng từ xa, một là tổ chốt đầu Ô Tùng Mậu và Trần Vĩ thì sẽ không cho các phương tiện di chuyển vào đường Dương Khuê này nữa. Và ở đầu trên Nguyễn Hoàng và Dương Khuê thì đơn vị đã bố trí lực lượng để không, nếu mà khi xảy ra ùn tắc thì sẽ không cho các phương tiện, hạn chế các phương tiện di chuyển vào đường Dương Khuê để không cho cái tình trạng ùn tắc nó sẽ kéo diễn ra phức tạp hơn. Ngay từ đầu là chúng tôi đã bố trí lực lượng để đứng điều tiết phân luồng giao thông rồi. Thì khi mà phụ huynh mà dừng xe lâu thì chúng tôi sẽ nhắc nhở và cho báo nhắc nhở để cho phụ huynh di chuyển luôn, không về xảy ra tình trạng ùn ở cổng trường. Nhằm tạo điều kiện cao nhất với các thí sinh dự thi, lực lượng công an đã chuẩn bị nước suối, bút, thước, sẵn sàng tặng thí sinh khi cần, qua đó động viên thí sinh làm bài thật tốt. Đoàn thanh niên phòng cảnh giao thông cũng tổ chức cấp phát bút, nước miễn phí tại một số địa điểm thi trọng điểm. Và đặc biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi luôn có những phương án sẵn sàng để giúp đỡ và hỗ trợ những thí sinh không may gặp sự cố trong quá trình di chuyển rồi lạc đường. Tại Tuyên Quang, ngoài công tác đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho thí sinh, cán bộ giáo viên coi thi và người nhà đưa con em đi thi, công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có nhiều hoạt động tiếp sức mùa thi như tổ chức nấu ăn, hỗ trợ bữa sáng, bữa trưa miễn phí cho các thí sinh, phát đồ ăn nhẹ, nước uống miễn phí, hỗ trợ lực lượng xe máy đưa đón các thí sinh, người nhà thí sinh. Chúng tôi nhận định đây là kỳ thi hết sức quan trọng. Vì vậy là trong những ngày trước khi diễn ra kỳ thi, thì lực lượng an ninh công an thành phố đã chủ động phối hợp với các điểm thi trên địa bàn để rà soát, kiểm tra các điều kiện về an ninh an toàn phục vụ kỳ thi. Và đồng thời chúng tôi cũng đã dự kiến, dự liệu những cái tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra. Đồng thời là cái phương hướng xử lý để nhằm chủ động trong mọi tình huống phục vụ cái công tác bảo đảm an ninh trật tự kỳ thi Trung học phổ thông năm 2024. Với sự hỗ trợ toàn diện từ lực lượng công an và các tình nguyện viên, ngày thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 trên cả nước đã diễn ra suôn sẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh hoàn thành bài thi của mình.